Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mới giới thiệu quý vị một cái bất ngờ. Cư dân Nguyễn Văn Khanh của chúng ta vốn dĩ thì định cư tại Washington DC. Và trong chuyến về miền Bắc California để làm MC trong chương trình văn nghệ mang tên là Âm nhạc vì nhân quyền, thưa quý vị, thì anh bay sang California để làm chương trình này. Và trong lúc bay sang California đã ghé thăm tòa soạn và chúng tôi làm lần đầu tiên chương trình tại chỗ với Nguyễn Văn Khanh. Tôi và Nguyễn Văn Khanh ngồi cùng bàn, sờ được, mó được, thấy nhau, không phải là qua Zoom như vậy nữa. Và hai anh em chúng tôi rất là lâu mới được gặp lại. Cũng rất là niềm vui xin giới thiệu quý vị, anh Nguyễn Văn Khanh như thường lệ. Mời có thể chào quý vị. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Xuân Nam và cũng xin được cảm ơn quý vị. Xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Cali Today. Dạ. Phải thứ thật với anh Xuân Nam một điều là như thế này. Khi mà nhận lời đến San Jose để làm một cái chương trình hát cho nhân quyền thì tôi cũng nghĩ ngay đến cái chuyện là thế nào cũng sẽ trước hết là phải thăm lại anh Xuân Nam. Yeah. Bao nhiêu năm trời rồi mình không gặp nhau. Đó, ít nhất là cũng 5 năm chứ yeah. Không phải là không. Và nếu mà mình gặp nhau thì như là tuần trước đã thưa cùng với là quý vị khán thính giả là tuần này cho anh em chúng tôi thâu trước vào ngày thứ bảy. Bởi vì là ngày mai thì tôi bận để, nhưng mà để vẫn phát cho chương trình cho ngày mai. Dạ. Dạ vâng. Mừng gặp anh Xuân Nam. Dạ, dạ. Thưa mừng anh gặp bắt dạ, tay vâng. Dạ. Dạ. Và hân hạnh một lần nữa giới thiệu quý vị. Ký giận Nguyễn Văn Khanh từ Hoa Trình Đốn, thưa quý vị. Và cái đề tài mà anh sẽ nói chuyện ngày hôm nay đó là cái đề tài là cái giải pháp nào cho Ukraine. Câu hỏi này không dễ, thưa quý vị. Putin cũng nhức đầu. Ông Biden cũng nhức đầu, các vị lãnh đạo của NATO cũng nhức đầu và thế giới cũng nhức đầu. Cái giải pháp nào cho Ukraine, ngay cả Zelensky cũng lúng túng vấn đề này. Và Zelensky là tổng thống của Ukraine cũng lúng túng vấn đề này. Thì chúng ta thử mạng đàm vấn đề này và cùng tìm kiếm một giải pháp nào tiên đoán tử dạ vâng. cho Ukraine. Chúng mời anh Khanh. Dạ vâng, cảm ơn anh Xuân Nam, cái đề tài này rất là hấp dẫn. Mặc dù là tôi biết là rất là khó khăn. Anh Xuân Nam bảo là các nhà lãnh đạo thế giới cũng nhức đầu. Nhưng mà khi anh Xuân Nam đưa ra cái đề tài này là ngay hiện tại bây giờ, chính cá nhân tôi cũng đang nhức đầu. Dạ vâng, tôi còn nhớ rằng là khi mà nói chuyện về vấn đề chiến tranh thì người ta nói rằng là chiến tranh chỉ có hai cách để mà giải quyết. Một là một bên phải là thắng và một bên thua. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái giải pháp thứ nhì á là làm sao mà hai bên đồng ý ngồi lại với nhau để mà nói chuyện hòa bình, để mà giải quyết cái cuộc chiến. Đó là hai cái giải pháp như vậy. Yeah. Không có một cái giải pháp thứ ba. Nhưng mà rất tiếc là hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta nhìn đến cuộc chiến của Ukraine, cái chuyện mà thắng thua là ông Nga cũng được mơ tưởng là chiến thắng. Và thành ra là mà ông Nga cũng không bỏ cuộc. Thành ra là bởi như vậy là cái chuyện thắng thua không nói đến. Và bây giờ nếu mà nói chuyện là giải pháp hòa bình thì thưa với anh Nam và thưa cùng với lại quý vị thính giả, đòi hỏi là hai bên phải ngồi lại với nhau. Tôi còn nhớ là ngay những ngày đầu tiên khi mà cuộc chiến bắt đầu diễn ra thì họ nói rằng là cuộc chiến này chỉ có thể kết thúc khi mà chúng ta thấy là ông Putin và ông Zelensky, tức là hai nhà lãnh đạo hai quốc gia gặp nhau, ngồi nói chuyện với nhau, bắt tay nhau ở trên một cái bàn hội nghị. Đó là cái điều mà người ta nghĩ là như vậy thì mới có thể giải quyết được cuộc chiến. Nhưng mà đồng thời tôi cũng còn nhớ một cái điểm là thưa anh Xuân Nam và thưa cùng với là quý vị thính giả. Cái đây chỉ có 2 tuần lễ thôi. Tôi còn nhớ rằng rõ ràng là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Ông có nói một câu rất là hay. Ông bảo rằng là cuộc chiến này chỉ kết thúc khi nào mà ông Putin ông quyết định rút quân ra khỏi Ukraine. Vâng, thành ra là bởi như vậy. Tức là người ta nhìn thấy là như vậy. Tức là nó có một cái giải pháp. Giải pháp, nhưng mà cái giải pháp là ông Putin phải rút quân ra khỏi Ukraine. Trong khi đó thì tôi còn nhớ là cách đây cũng đúng một tuần lễ, hay nói đúng hơn là mới hôm thứ Hai đầu tuần vừa rồi, thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc có trả lời câu hỏi của báo chí, nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh tất cả những cuộc gặp gỡ, những cuộc thảo luận, bất kể là ở cấp nào đi chăng nữa, thì chính phủ Hoa Kỳ vẫn hoan nghênh. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng sẵn sàng tham gia vào những cuộc thương thuyết để mà đi tìm hòa bình cho Ukraine, tức là để tìm cách chấm dứt cái cuộc chiến tại Ukraine. Thành ra là bởi như vậy,
nếu mà bảo rằng là nó không có ngõ ra thì hoàn toàn là không đúng, thưa anh. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì tôi nhìn thấy rõ ràng là cái ngõ ra nó vẫn còn bế tắc. Vâng, thành ra là như vậy. Thì nếu mà anh Xuân Nam hỏi là liệu bao giờ thì thấy được ánh sáng cuối đường hầm, thì câu trả lời của tôi là hiện tại bây giờ người ta đã nhìn thấy cuối đường hầm, nhưng mà người ta chưa nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm cho cái cách để mà giải quyết cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Hy vọng là anh Xuân Nam hài lòng với lại điều tôi vừa mới trình bày. Rất là cảm ơn anh về cái góc nhìn này. Chúng ta thấy được ở cuối đường hầm và đi tìm một chút ánh sáng ở cuối đường hầm. Dạ vâng, nhưng mà chưa có thấy được cái tí ánh sáng nào cả đâu anh. Dạ, dạ. Vâng. Nhưng mà hiện nay tôi biết là ngay cả trong, không phải chỉ có chúng ta, không phải Mỹ, NATO, và không phải Zelensky, vâng, về cả nội bộ, tôi được biết là nội bộ tổng thống của Putin, vâng, cùng với giới quân đội và tổng thống cũng có những quan điểm trái chiều nhau. Một khuyên hướng là muốn rút quân ra khỏi Ukraine, một khuyên hướng mới giữ nguyên thì hiện trạng. Dạ vâng. Thì anh thấy tình hình sẽ ra như thế nào thưa anh? Tôi thì nhìn thấy cái tình hình tôi thấy là có 3 điểm mà chúng ta cần phải lưu ý đến khi mà nói đến chuyện quân đội của Nga. Qua cái cuộc chiến của Ukraine này là có 3 điểm mà cả thế giới nhìn thấy. Chắc chắn là không phải một mình tôi mà cả thế giới nhìn thấy. Cái điểm thứ nhất là quân đội Nga không mạnh như người ta nghĩ. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là ý chí của quân đội Nga cũng không vững mạnh như người ta nghĩ. Đó là cái thứ nhì. Và cái điểm thứ ba nữa là vvõ khí của Nga cũng không tối tân như người ta nghĩ. Yeah. Dạ vâng. Thành ra là bởi như vậy, người ta bây giờ người ta đang đe dọa, người ta nghĩ rằng là có thể là ông Putin, ông sẽ dùng cái giải pháp cuối cùng, tức là vũ khí nguyên tử. Thì thưa thật với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, hầu như là người ta bảo không ai biết được trong đầu ông Putin nghĩ như thế nào. Nhưng mà thành ra là liệu ông có sử dụng vũ khí nguyên tử hay không? Tôi thì tôi dự đoán của tôi là ông Putin chỉ dọa vũ khí nguyên tử chứ không sử dụng vũ khí nguyên tử. Cái lý do là bởi vì Ukraine nằm ngay sát lãnh thổ với lại nước Nga. Và anh cũng thấy rõ ràng là vũ khí nguyên tử thì cái nguy hại của nó không phải là chỉ xảy ra sau cái tiếng bom nổ, mà nó còn cái ảnh hưởng của nó là cái phản xạ nguyên tử, cái phản ứng nguyên tử nó sẽ kéo dài trong nhiều năm trời. Và như vậy thì không phải là chỉ một mình Ukraine có chết, mà có thể là ngay cả nước Nga cũng chết. Đó là cái điểm mà tôi để ý thấy. Nhưng mà khi mà nói đến cái giải pháp quân sự và nói đến cái quân đội Nga, thì tôi thấy thú vị nhất là cái lời phát biểu của ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ, tức là ông Lloyd Austin. Ông nói rằng là mục tiêu tối hậu của Hoa Kỳ bây giờ là gì? Là để làm cho Nga và giảm bớt cái thế lực quân sự, tức là làm cho quân đội Nga yếu đi. Và từ cái chữ đó thì tôi mới nghĩ ra, có thể là Hoa Kỳ và thế giới sẽ tiếp tục bơm tiền hỗ trợ cho Ukraine và đẩy Nga đến cái chỗ là Nga sẽ xa lầy ở tại Ukraine. Và một ngày nào xa lầy, cứ một thêm một ngày xa lầy là một ngày là cái sức mạnh về quân sự của Nga sẽ phải giảm bớt. Người ta nhìn tôi, đó là cái nhìn của tôi nhìn thấy rõ ràng là như vậy. Nhưng mà trước khi đi vào sâu hơn chỗ đó nữa, hỏi câu nó hơi đi tẻ răng chút, đi đường khác. Anh nghĩ cái chance mà Tổng thống Nga cứu vào danh dự của mình, cứu sự thất bại của mình bằng cách dùng bom nguyên tử, anh nghĩ cái chance sẽ có không? Câu trả lời của tôi là tôi nghĩ rằng là không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có lẽ sẽ là bên Nga họ sẽ có, tôi thấy là bên những nhà ngoại giao họ có những cái ngôn ngữ lạ lắm anh. Chẳng hạn như là khi mà tôi còn nhớ là khi mà rút quân ra khỏi nước Việt Nam, thì là chính phủ ở Washington, chính phủ của Tổng thống Nixon nói là hòa bình trong danh dự. Thì có thể cái chuyện hòa bình trong danh dự đó nó sẽ được áp dụng rất là về Nga khi mà Nga đồng ý là rút quân ra khỏi Ukraine. Lý do là tại sao tôi nghĩ đến chuyện Nga rút quân ra khỏi Ukraine là bởi vì hiện tại bây giờ là thế giới, và đặc biệt nhất là bên phía chính phủ Ukraine, Tổng thống Zelensky ông nói rất là rõ ràng: tôi là tổng thống của cả một quốc gia Ukraine, chứ không phải là chỉ có một mini Ukraine. Thành ra là bởi như vậy, tức là ông sẽ không chấp nhận ngày nào còn sự hiện diện của quân đội Nga ở trong lãnh thổ của Ukraine, là ông sẽ không chấp nhận nói chuyện hòa bình. Thành ra chỉ còn một cái giải pháp rút quân hòa bình trong danh dự, như là người Mỹ đã từng làm ở tại miền Nam Việt Nam hồi năm 1973. Chứ không phải là cái vị tướng 17
như miền Nam và miền Bắc Việt Nam. Thưa với anh là như thế này, hiện tại bây giờ là ai có, nếu mà anh nhìn cái bản đồ, đây là chúng ta ngồi trên bàn kính như thế này thưa anh. Anh thấy rõ ràng là Việt Nam mình thì là có cái vĩ tuyến 17. Yeah. Vâng, ở bên Ukraine thì nó có dòng sông nó chạy dọc. Yeah. Nó chia ra, nó cũng vô tình chia là cái ranh giới. Yeah. Của quốc gia làm hai. Thì bây giờ hiện tại bây giờ tức là quân Nga đang lo củng cố thế lực ở tại vùng Donbass, tức là vùng ở phía miền Đông và miền Nam. Dạ vâng. Đó, thưa anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, là tôi thấy rằng là càng ngày họ càng xa lầy. Yeah. Giống y như là ông Austin ông nói, ông bảo rằng là bây giờ là chúng cái mục tiêu quan trọng nhất tức là làm cho họ yếu kém hơn về mặt quân sự. Và muốn làm yếu kém hơn thì tôi nghĩ là chỉ có một cách là chúng ta tiếp tục bơm tiền vào cho Ukraine. Tiếp tục viện trợ cho Ukraine những loại vũ khí tốt tân nhất. Và đồng thời thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với là quý vị khán giả là để giữ quân Nga ở lại và quân Nga sẽ xa lầy. Tức là nếu mà cái cuộc chiến này nó sẽ có kéo dài thì sẽ có một ngày Nga sẽ không phải là một cường quốc quân sự của thế giới. Cái điểm đó là điều mà tôi đang nghĩ. Trong một số ý kiến hiện nay cho rằng mục tiêu của Mỹ sẽ đưa ra Nga khỏi G20. Tức như là Nga không còn là ý ám gì. Dạ vâng. Nga không còn là một cái cường quốc kinh tế nữa. Dạ vâng. Thì anh nghĩ cái đó có khả thể không? Câu trả lời là cái đó là cái chuyện chắc chắn là sẽ xảy ra. Dạ. Hiện tại bây giờ là ngày Nga đã từng ở trong khối G7 trở thành G8 rồi sau đó là bị đá ra khỏi G8. G8 bây giờ chỉ có G7. Và G7 thì rõ ràng là họ không chơi với lại Nga. Ừ. Thật ra bây giờ nếu mà ở G20 thì cái sự hiện diện của Nga từ từ là với lại cái sách lược của Hoa Kỳ và của Tây Âu như bây giờ, thưa anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, Nga mỗi một ngày một yếu hơn. Và như vậy thì chắc chắn là Nga vẫn là một quốc gia mà quan trọng chứ không phải là không. Khi mà nhìn bản đồ thế giới anh phải nhìn nhận là Nga là một quốc gia quan trọng. Nhưng mà nếu bảo rằng là cường quốc của Nga, sự vững mạnh của Nga hồi năm 2021 cũng là cái sự vững mạnh của Nga ở năm 2022 thì câu trả lời là không đúng. Nga năm 2022 đã bắt đầu yếu đi. Và tôi thấy rằng là cái đó là công của rất nhiều người, công của rất nhiều quốc gia. Trong đó thì đương nhiên là Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương đứng đầu thì anh, yeah, với lại anh Xuân Nam. Yeah. Thưa quý vị đang nghe Nguyễn Phan Khanh bình luận về thời cuộc chính trị ngay tại San Jose. Thưa quý vị, không tại Washington DC mấy tuần trước. Và anh ta đang nói một giải pháp nào cho Ukraine. Chúng ta nhìn ở góc độ Mỹ, NATO và Zelensky, nhưng mà về phía Nga họ muốn như thế nào thưa anh? Và phía Nga thì đương nhiên là Nga bây giờ họ muốn. Nga bây giờ là họ cũng muốn rút. Tôi không biết là Nga vội vã rút trong vấn đề triệt thoái khỏi Ukraine. Tôi không nghĩ là như vậy. Nhưng mà họ đang tìm một cách nào để mà họ có thể giữ quân lại ở Ukraine mà được chính phủ các quốc gia Tây Phương và Hoa Kỳ đồng ý. Nhưng mà thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, bây giờ là ông Putin ông phải hiểu rằng là cái điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ừ. Lý do là bởi vì là bây giờ là thế giới Tây Phương và Hoa Kỳ họ muốn nước Nga hiện diện, nhưng mà không phải là một cường quốc quân sự Nga như là trước đây, không phải là một cường quốc kinh tế Nga như là trước đây. Bây giờ nước Nga là một cái nước mà họ muốn làm yếu đi về cả mặt quân sự lẫn kinh tế. Và từ đó là sẽ đến vấn đề ngoại giao và chính trị, thưa với anh. Thành ra là bởi như vậy, đó là cái điều mà họ sẽ làm. Do đó tôi thấy là cuối cùng thì thú thật là tôi cũng không rõ là bây giờ phải làm như thế nào đối với Nga. Không phải làm thế nào hơn nữa đối với lại Nga. Chúng ta, tôi tin rằng là chúng ta đang đi đúng đường. Và chúng ta cứ tiếp tục con đường này đi. Nhưng cũng cần phải thưa với lại quý vị khán thính giả của Cali Today là đừng quên rằng là nước Mỹ đã bỏ ra rất nhiều tiền vào Ukraine. Cái số tiền mà bây giờ chúng ta bỏ đổ vào Ukraine có lẽ là lên tới khoảng 50 tỷ đô la. Đó là một khoản tiền khổng lồ. Thưa với lại anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị, nên nhớ rằng là bây giờ thì người Mỹ họ vẫn tiếp tục ủng hộ. Và chính trị gia của Hoa Kỳ, của cả bên Cộng hòa lẫn Dân chủ, họ đều hứa với ông Zelensky là ông cứ tiếp tục chiến đấu, chúng tôi đứng đằng sau lưng ông. Nhưng mà tôi phải nói thật một điều,
tôi e là mình ở Mỹ lâu rồi mình hiểu, thưa anh Xuân Nam, là người Mỹ mong cái gì nó cũng giải quyết nhanh chóng. Đó. Thành, mà nếu mà nhưng mà một đôi khi nó không thể giải quyết được nhanh chóng như là người Mỹ mong đợi, thì lúc đó người Mỹ sẽ thắc mắc là tại sao bỏ tiền nhiều quá đó mà lại không đem lại được kết quả như người ta trông chờ. Đừng quên rằng là trong cái trận chiến chính trị thì cái kết quả nó không đến ngày hôm nay, làm ngày hôm nay nó không đến ngày mai, làm ngày mai nó không đến ngày mốt, mà nó có thể nó đến 5-10 năm nữa. Đó là cái điều mà đương nhiên phải xảy ra đó. Đương nhiên ai cũng muốn là nước Nga sẽ sụp đổ, Putin sẽ sụp đổ. Rất tiếc là Putin không sụp đổ vào ngày mai. Mà có thể là phải cả 1-2 năm nữa thì Putin mới sụp đổ. Đó nhưng mà thành ra là bởi như vậy, khi tôi nói điều đó thì câu hỏi mà tôi tự thường hãy đặt tự đặt cho mình ở trong đầu là liệu nước Mỹ và Tây phương đã sẵn sàng để đi đường dài với lại Ukraine này không? Cái vấn đề đó, nhìn góc độ này thì anh thấy trong nãy mình nói cái nội bộ của nước Nga bây giờ cũng có sự chống đối, biểu tình xuống đường và bất hòa, thì anh nghĩ theo anh thì Putin còn trị vì tình trạng này lâu không anh? Khó quá anh Nam, hôm nay đặt tôi câu hỏi nào cũng khó cả. Tôi thấy rằng là ông Putin sau cái cuộc chiến Ukraine thì ông sẽ không có còn cái thế mạnh với thế giới, với quốc tế như là cái thế mạnh ông có trước đó. Đó là điểm thứ nhất. Còn cái chuyện mà với người dân Nga thì như thế nào? Tôi phải thú thật với anh và thưa cùng với lại quý vị thính giả. Nhiều người bảo rằng là đừng có lo là người dân Nga họ sẽ đứng lên, họ sẽ nổi dậy, họ sẽ thế này, sẽ khác vân vân và vân vân. Tôi không nghĩ là như vậy đâu. Chuyện đó không phải là chuyện một sớm một chiều nó đến. Thành ra là có thể là cuộc chiến này sẽ chấm dứt trước khi sẽ có một cái giải pháp cho cuộc chiến Ukraine, trước khi người ta nhìn thấy một cái giải pháp chính trị cho cá nhân của ông Putin và nước Nga. Đó là cái nhìn của tôi. Quý vị đang nghe Nguyễn Văn Khanh nói về chuyện Ukraine, nhưng có một vấn đề quý vị tôi không hỏi anh lắm thì quý vị cũng sẽ thắc mắc và ngạc nhiên. Tại anh vừa đến đây từ California, từ Hoa Liên đúng. Mà Hoa Liên đúng trong mấy ngày vừa qua đó là có cuộc gặp gỡ của ông Thủ tướng Việt Nam Đặng Phạm Minh Chính với giới chức cầm quyền Hoa Liên đúng. Với ông Biden. Thì anh có tin tức gì về chuyến đi này, về cuộc gặp gỡ này không? Tôi phải thú thật với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Cali Today. Hầu hết là mọi người đều có coi cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng, cái chuyện của ASEAN với lại Hoa Kỳ. Tôi không coi quan trọng lắm cái chuyện ASEAN. Có nhiều cái lý do. Cái lý do đầu tiên là từ ngày được thành lập cho đến giờ, ASEAN đối với tôi là một tổ chức ăn ngon mặc đẹp, chụp một bức hình cho thật là oai. Nhưng mà làm gì hết. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì nữa là tôi nhớ là dưới thời của ông George Bush, là ông Bush bố, tức là sau thời ông Ronald Reagan thì anh thời ông Bush bố, thì tôi còn nhớ lúc đó là các giới chức của Hội đồng An ninh Quốc gia đã bảo với tôi rằng là họ muốn đẩy ASEAN lên trở thành một tổ chức quốc tế có tầm vóc giống như là Liên minh Âu Châu. Nhưng mà rất tiếc là họ không làm được. Bởi vì lý do tại sao? Lý do là không phải bởi vì họ không cương quyết làm, mà bởi vì cái đối tác của họ là ASEAN, họ là đồng sàng dị mộng. Các quốc gia của ASEAN họ gặp nhau, họ nói chuyện rất là vui. Nhưng mà mỗi nghĩ trong đầu một cái khác. Có thể anh này sẵn sàng lừa anh kia, hoặc là anh này tìm cách để mà triệt hạ, tìm cách làm giảm cái uy thế của anh kia để làm lợi cho chính mình. Thành ra bởi như vậy thì thưa anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chúng ta thấy rõ ràng là ai cũng nói rằng là ASEAN thế này thế kia, nhưng mà tôi không dám dùng chữ coi thường ASEAN, nhưng mà quả thật là tôi không coi trọng ASEAN. Đó là cái chuyện liên quan đến ASEAN. Và cái điều đó anh thấy rất là rõ ràng rồi. Nếu mà tôi sẽ đưa ra một cái bằng chứng, chỉ một bằng chứng không, là cho thấy cái chuyện Biển Đông. ASEAN anh thấy không? Có một số quốc gia nào mà liên quan đến Biển Đông
Thì lúc đó đó thì là họ cùng lên tiếng, chẳng hạn như Việt Nam và Philippines gì chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà đến khi mà Philippines mà họ thấy họ có lợi về mặt kinh tế, về mặt đối ngoại với lại Trung Quốc, nhờ họ muốn có được cái lợi từ Trung Quốc thì họ sẽ coi lờ Việt Nam. Tức là họ đông sang gì mộng thế anh. Hồi nào đến giờ anh thấy ASEAN đã làm được cái gì hay không? Câu trả lời của tôi là tôi vừa như là lúc nãy đã thưa với anh Xuân Nam là ASEAN là một cái tổ chức mỗi một năm một lần họ gặp nhau ăn ngon mặc đẹp chụp một bức hình thật là oai mang về treo trên tường thế là hết. Ok, đó là cái câu chuyện của ASEAN. Phần thứ nhì của anh, của câu hỏi của anh là cái chuyến đi của ông thủ tướng là ông Phạm Minh Chính đến ASEAN, đến Washington gặp gặp ông Biden, rồi gặp Hội đồng An ninh Quốc gia, rồi gặp bà Phó Tổng thống Kamala Harris, vân vân và vân vân. Thì tôi phải thú thật với anh một điều rằng là tôi thấy cái đó rất, cũng chẳng có mang một cái ý nghĩa gì cả. Mang tính chất là biểu tượng. Vâng, nó hoàn toàn biểu tượng thôi anh, chứ không phải là chỉ, mà phải nói là hoàn toàn là biểu tượng. Cái lý do là tại sao? Tôi nhớ là trước đây, khi mà sau khi mà nối lại bang giao, cái lúc mà ông Lê Văn Bàng còn làm đại sứ ở đây, thì lúc đó là rục rịch nói đến cái chuyện là sẽ đối tác chiến lược thay vì là đối tác toàn diện vân vân và vân vân. Đã từng có thời gian là Việt Nam mong ước là sẽ là đối tác chiến lược để hai bên hay là đi gần đến cái chỗ liên minh. Vâng, đến cái chỗ gần như là đồng minh rồi thế anh. Đó. Nhưng mà rồi sau đó Việt Nam ủng hộ mong muốn cái điều đó, nhưng mà cuối cùng họ kẹt Trung Quốc. Thật ra là họ muốn nhưng mà họ không làm được. Thật ra bây giờ cũng như vậy. Nhân tiện đây thì tôi xin phép được tiết lộ một cái câu chuyện. Và chuyện này tôi chưa nói với ai cả, nhưng mà xin phép để nói với lại. Cảm ơn anh. Vâng, với lại Kali Today và với lại quý vị khán thính giả của Kali Today. Trước ngày rời Washington đi Hà Nội, thì ông tân đại sứ Hoa Kỳ có gặp một vài vị nhân vật trong cộng đồng Việt Nam ở tại thủ đô Washington. Ông có nói rất là rõ ràng. Tôi xin phép không nêu tên những cái người đó ra đây, những người đã từng tiếp xúc với ông ra đây. Ông nói trong cái buổi đó ông nói rất rõ ràng. Ông bảo rằng là tôi được chỉ thị từ Tổng thống Biden để thúc đẩy Việt Nam lên cái hàng đối tác chiến lược. Vâng. Khi ông sang Hà Nội, ông cũng nói cái câu đó. Nhưng mà ông cũng biết rằng là ông nói là một chuyện, Việt Nam mong muốn là một chuyện, nó còn có một cái bóng ma nó phủ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bóng ma nó mang tên là Trung Quốc. Họ không làm được gì cả. Thế ra rốt cuộc thì cũng chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Bây giờ ông Chính kể cả cái chuyện là ông Chính rồi ông Trọng rồi ông Phúc sang đây, có thể cả ba bốn ông sang đây cùng một lúc, rồi là ăn cơm, ăn hết bữa cơm này đến bữa cơm khác ở dinh quốc khách của Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, câu chuyện nó vẫn vũ như cần, là vẫn như cũ, nằm chỗ đó thôi. Dạ vâng thưa anh. Thật ra đối với tôi coi cái chuyện đó không phải là cái chuyện quan trọng. Nói một cách khác thì cái ảnh hưởng quyền lực của Trung Cộng trong chính sách ngoại giao và chủ quyền Việt Nam nó còn quá lớn. Tôi thấy rõ ràng là như vậy. Ai muốn nói gì thì nói. Ai có nhiều người bảo rằng là Hoa Việt Nam đang muốn thoát Trung rồi vân vân và vân vân. Tôi không biết là họ có thật tình muốn thoát Trung hay không. Nhưng mà trong cái kế hoạch, cái đường đi của họ thì tôi thấy rõ ràng là họ không muốn thoát gì cả. Được. Và hoặc là ít nhất là như thế này. Không muốn thoát hay không có khả năng thoát anh. Tôi nghĩ là như thế này, cho phép tôi được nói lại. Tôi phải cho họ là một mình cái là benefit of the doubt. Tức là họ muốn thoát. Nhưng mà cái giải pháp và con đường họ đang đi, thế con đường đó chỉ vào ngõ cụt chứ không phải là con đường để giải pháp. Đó là cái nhìn của tôi thưa anh Xuân. Họ đi như thế nào bạn cho là vào ngõ cụt? Hiện tại bây giờ họ đi là bởi vì sao? Anh để ý thấy nhá, là bây giờ cái nền kinh tế của họ vẫn chịu đựng, chịu khá mạnh với lại Trung Quốc. Đó là điểm thứ nhất. Cái thế lực, cái chính trị, cái chính trường Việt Nam là cũng là chịu áp lực rất mạnh của Trung Quốc. Thành ra là bởi như vậy thì thưa anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chỉ riêng hai cái điểm quan trọng đó thôi là người ta nhìn thấy rõ ràng là không đi đến đâu.
Anh nghĩ về ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là có cái được người ta biết đến là thân Trung Quốc hay thân Mỹ thôi. Tôi thì tôi còn nhớ là tôi có dịp nói chuyện với nhiều vị đại sứ và nhiều vị cựu đại sứ, thời là họ làm đại sứ và thời sau đó là thời họ về, họ không còn làm đại sứ ở Hà Nội. Thì hầu hết họ bảo với tôi là ở Việt Nam là không có cái nhóm nào là nhóm thân Mỹ mà nhóm nào là nhóm thân Trung Quốc. Và họ chỉ thân quyền lực của họ mà thôi. Câu trả lời hay quá. Câu trả lời hay quá. Không thân Mỹ, không thân Trung Quốc mà thân quyền lực của chính mình mà thôi. Thế thôi, dạ vâng. Cái đó, câu đời quá. Dạ. Thì cho đến giờ này Phạm Minh Chính coi như hoàn tất cái chuyến đi sang khu vực Hoa Đình Đốn và Liên Hợp Quốc và đang chuẩn bị sang California. Dạ vâng. Chắc là tới chừng mức này thì đánh giá chuyến đi này như thế nào thì anh? Tôi nghĩ là bởi vì tôi không coi trọng ASEAN. Dạ. Và thành ra là tôi cũng không quan tâm lắm đến cái chuyện ông Chính gặp ai, ông Chính đi đâu và làm gì. Không quan tâm. Vâng, thành ra là bởi như vậy. Nếu mà bây giờ mà tôi đưa ra cái dự đoán, tôi đưa ra cái nhận xét thì như vậy là tôi nói dối tôi. Dạ. Vâng, chuyện này tôi không thể, tôi không để ý đến. Cái chapter đó mình dạ, tạm vâng. thời đóng lại. Dạ vâng. Thì lâu quá anh mới về California. Vâng. Anh nhìn lại thành phố San Jose, cái impression anh, cộng đồng người Việt mà anh tiếp xúc ở tại San Jose, anh nhìn thành phố đi ngang ngang qua thành phố so với các lần trước, lần này có cái suy nghĩ gì thưa anh? Tôi có một cái suy nghĩ của về thành phố San Jose là tôi thấy bây giờ sạch sẽ hơn ngày xưa. Dạ. Yeah. Vâng. À, dùng cái chữ sạch sẽ tôi đẹp hơn ngày xưa. Cho tôi xin phép được nói lại. Tôi thấy thành phố San Jose đẹp và đáng yêu hơn ngày xưa. Yeah. Tức là không có những cái nét xô bồ giống như ngày xưa. Yeah. Bây giờ là tôi thấy nó có vẻ yên ắng hơn, yên tĩnh hơn. Đó. Và điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ nhì nữa là tôi thấy là trong cộng đồng người Việt thì phải thú thật với anh là một điều là tôi thấy là cứ mỗi lần mà có dịp đến California là có hai điều mà tôi để ý thấy. Điều thứ nhất là nhà hàng mọc lên, lại có thêm nhà hàng. Và cái điểm thứ nhì nữa thưa anh, lại có thêm cái giá nhà tăng. Dạ. Vâng, đó là cái rõ ràng ở California. Yeah. Đặc biệt nhất là ở những cái khu phố mà ở đây là có những cái khu người Việt. Anh thấy giá nhà, tôi nghe nói chuyện là giá nhà lên 1,5 triệu, 1,8 triệu rất là dễ dàng. Vâng, đó vâng, thì, vẫn là cái giá trung bình anh. Vâng, đó thì mình đâu đâu. À, bây giờ anh thấy như vậy mà vẫn là cái giá trung bình. Yeah. Đối với những tiểu bang khác thì đó là một cái giá khổng lồ. Yeah. Anh thấy không nào đó. Nhưng mà ở đây á, đến San Jose cũng như cứ đến California thì tôi biết là một cái điều mà tôi phải tránh. Tức là tôi không bao giờ hỏi là hôm nay mình đi ăn phở thì nên ăn ở đâu. Yeah. Bởi vì 100 người cư dân San Jose thì họ có 100 tiệm phở khác nhau để họ chọn. Yeah. Vâng. Thật ra cách hay nhất là tôi cứ lắng nghe bạn bè. Trước khi đến đây bạn bè bảo ăn phở chỗ này ngon, là tôi đến đây tôi bảo tôi muốn đi ăn phở chỗ đó. Chứ còn bây giờ mà ngay chính với anh Xuân Nam cũng vậy. Bây giờ mà tôi bảo anh Xuân Nam là tôi ước gì tôi đi ăn tô hủ tiếu ngon là anh Xuân Nam cũng sẽ đưa ra được 10 tiệm cho tôi chọn. Yeah. Thì làm sao tôi chọn được? Đó, ở đây nó phở nó chỉ 3 trường phái. Vâng, đó. Trường phái Bắc Kỳ. Đó. Trường phái Trung Kỳ. Vâng. Và trường phái Nam Kỳ. Đó, riêng cái chuyện. Thì đi ăn người Bắc, anh thích muốn thưởng thức cái phở Bắc Kỳ. Vâng, phở Bắc. Đó, thì thông bên phở miền Bắc á, vâng. Thì có hai tiệm phở miền Bắc nổi tiếng. Thì tùy anh chọn tiệm nào. Đó anh thấy không? Nhưng mà ngay cả đi đến hai tiệm rồi đó, vâng. Anh vẫn không nhìn thấy được cái chất Bắc Kỳ trong tiệm phở. Bây giờ là riêng chuyện là hai tiệm phở Bắc. Yeah. Đó, thì là bạn bè của tôi đó là một nhóm này là bảo là tiệm số 1 ngon, nhóm kia bảo tiệm số 2 ngon. Thành ra là thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Cali Today, nếu mà đi xa, người ở xa đến mà nhờ người mà đề nghị đi ăn thì thú thật là các bạn ở đây là họ cứ cãi nhau là nên ăn tiệm này ăn tiệm kia, rốt cuộc sau là đến trưa rồi mình đói bụng vẫn chưa được ăn. Yeah. Thưa quý vị thì tuy anh ở Hoa Đình Đốn
nhưng mối quan hệ của anh Khanh với người San Jose rất là gần và anh đi San Jose rất nhiều. Cho nên ở nhà mình không nhìn thấy, chẳng hạn trong gia đình những người người mẹ đứa con anh biết không, anh không nhìn thấy đứa nhỏ đã lớn, anh nhìn thấy một mỗi ngày nó lớn hồi nào mình không hay. Đúng vậy. Nhưng mà khi mà đi xa rồi đó gặp lại, wow, thằng này lớn quá, biết không, mình giật mình. Thì cái San Jose cũng vậy, nếu tôi ở đây mỗi ngày thì không nhìn thấy sự thay đổi nó. Dạ vâng, đúng. Dạ vâng. Nhưng mà anh ở xa anh về để nhìn về xa là nhìn thấy khác ngay. Nhìn thấy khác ngay. Nhìn thấy khác ngay. Chúng tôi mới đi với anh Nguyễn Văn Khanh một đoạn thành phố San Jose để anh có dịp nhìn thấy San Jose. Thì đó là vài ghi nhận của anh Khanh. Những cái khu vực mà trước đây ta là khu vực ổ chuột hay những khu mà phố mà ta thuộc là cổ đô điển, cổ đô sĩ, cũ kỹ thì bây giờ nó trùng tu lại cũng rất là bây giờ là nó hoàn toàn khác rồi. Có những ngôi nhà thờ mà trước đây rất cũ kỹ bây giờ tươm tất đẹp đẽ thú vị. Thì đó là cảm giác của người phương xa. Thì hôm nay cái chính á là chúng ta nói chuyện với Nguyễn Khanh như thường lệ, nhưng mà cái điều này chúng tôi muốn mời quý vị cùng welcome Nguyễn Văn Khanh bằng cách là ngày mai sẽ làm MC trong chương trình văn nghệ hát cho nhân quyền tại San Jose, bước cùng câu MC với ca nhạc sĩ Nam Lộc. Thưa quý vị, nếu quý vị cảm thấy rằng muốn gần gũi Nguyễn Văn Khanh hơn, muốn nói chuyện với anh hơn và cũng có thể mà ghé qua cái cuộc mà đêm văn nghệ đó, buổi chiều văn nghệ đó, có thể vừa ghé văn nghệ vừa gặp gỡ anh Nguyễn Văn Khanh và một số ca sĩ khác cũng như MC Nam Lộc cũng như người bạn chúng ta. Thì thưa quý vị, rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cùng chúng tôi chào đón Nguyễn Văn Khanh có mặt tại San Jose. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và trước khi chia tay, không biết anh có lời gì nữa không thưa anh? Yeah. Không, mừng được gặp lại anh Xuân Nam. Dạ. Dạ vâng. Và một lần nữa, tôi là Nguyễn Văn Khanh từ Washington xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Cali Today. Dạ. Xin trân trọng kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong lần tới. Dạ. Dạ anh Khanh. Dạ. Yeah.